Rồi biết có gà đây nè bro. Gà hấp muối. Rồi bữa nay là gà hấp muối sả. Được cái lò đó là anh mua bữa nay khai trương á. Khai trương á. Bữa nay là nhậu bắt ngờ nè các bạn, bởi vì qua đây bà con ta làm hết rồi. Cá này là kêu cá là tên gì? Cá bóng tượng. Cá bóng tượng. Ở Việt Nam rẻ nhưng mà ở đây là mắc nè. Không ở Việt Nam rẻ nha. Không rẻ đâu. Được rồi. Cá bóng tượng. Sáng á. Được cá bóng tượng. Ủa làm gì tùm lum là la đây? Bóng này là bóng chạy gà, cái này những món này để gọi là hấp cá bóng. Ồ, này hấp cá bóng hả? Dạ. Này là dữ hết. Hồi hấp với cần tàu, kim châm, nếm mèo, nếm rơm. Thì dữ hết. Vô nè, hết xì hoài. Mới nói thằng Bắc nào đẹp trai thế rồi. Giỡn chơi hoài chưa bắt đi nạp chưa chắc nào. Sờ lắc à. Nó là 49 đồng thôi ta. Đèn ngã. Đúng rồi. Thấy sai hả rồi vừa thằng đẹp trai lắm. Cái đùi mà nó thằng nào mà giờ đi cướp giùm cái đùi mà nhiều lắm. Bây giờ mồi chưa chín bây giờ làm lai rai trước hả? Để bữa nào không lai rai trước này hả? Nó mới mất chứ giờ này có thêm hai cục nợ nó sợ chết mẹ luôn. Sợ chết mẹ chạy theo hả? Có hai cục đạo đó là dẫn đi theo, nó kêu thôi thôi không được đâu. Không, em nói với thì nói dân Sài Gòn nó nhiều động, nhưng mà em cái đó là cái thoát thôi. Còn dân nó nhiều lắm, nó nhiều dân. Đúng rồi, đó có người này. Cái nồi của thằng Tiên á mới bự, cái nồi này nhỏ quá. Còn vừa gà luôn á. Phải không? Ừ. Anh Dũng nói đồ cực kỳ vậy ta. Ở đâu mà hay vậy ta. Cái này chắc gà nhỏ thôi chứ gà thằng Tây bán chắc là không vừa đấy bro. Đúng rồi. Tây gà Tây bán bự. Gà cũng gà gì? Gà bổ. Gà của Malaysia nữa. Ờ cái này của Malaysia nó nhỏ hơn gà thằng Tây mình mua á, bự. Thì chủ yếu mình ăn gà Malaysia chứ không ăn cái gà kia. Ăn nhậu bắt thình lình nè. Hưng cái này là hưng đầu quýnh đó nè. Mày hưng đầu. Nhà ai mà mở cửa là tôi vô à. Rồi tắm gà hả? Muối tiêu chanh mở hành không nói sao chấm nổi. Hành tím ớt. Anh này anh phân điện chứ sao giữ cái dĩa nó hơi lớn á. Cái dĩa nó lớn hơn nữa không? Cái này nhỏ quá. Ừ. Để lấy cái đồ giả rồi. Rồi. Không giả mà cái gì mà để trộn được rồi câu cũng được nữa. Làm nước chấm mình dồn vào nước chấm mình bỏ chén là thấy không xong à. Đó. Từ đó rộng rãi rồi nó mở chân rồi nó quậy chứ mới vậy. Này lên sóng chưa được đâu. Chưa gì? Còn non quá à, chưa lên sóng được. Kìa. Giờ cần cái chài phải không? Đùa chạy đâu, để gì nó đâu chạy chi. Quậy lên được đâu có cần chạy. Cái đầu đó, cái này là hay hay xuất sắc cái còn hơn là cha năm trời đánh ở Mỹ thôi mà ăn được. Ủa đàn cha đó nhiều người biết lắm hả? Biết lắm. Ừ. Cũng nhờ qua YouTube á. Ờ lĩnh rồi hả? Phải làm qua hơn bạn. Mình ở với mình chân lên cô dơ mà phải qua mặt luôn. Quá độc luôn. Ủa gà hấp mới ra hả? Hơn đâu bạn? Nó tới mấy chân là họ chân gà tới mấy chân mà. Đây là một cái chân nè, nói cho A Cường biết là mình chỉ là bạn A Cường thôi. Đây, nè. Đây là một chân nè, A Cường thấy chưa? Đây là một chân nữa nè, nha. Đây thêm một chân nữa, khi mà gà mà hấp ra mà nó chín rồi á, nó lồi tới mấy chân lạnh. Nha. Được không? Không, thấy nào không? Được không? Một thấy cái chân. Dòm thì hấp dẫn mà không biết ăn thì sao. Thử, A Cường thử. Được. Ngon hay dở mới quan trọng à. Dạ. Có kéo luôn. Cho nó nguội tí đi. Mình bữa nay được thưởng thức trước nè các bạn. Làm từng miếng á. Thử coi thử gà của lĩnh
hấp hấp nồi vậy. Thử miếng trước đây. Chụp chụp ra đi. Rồi chụp người mời các bạn nha. Người đẹp trai à? Rồi, nhưng mà có Facebook của giỏi nè. Hả? Có Facebook của ai? Được. Ăn đi dẹp đi, ba vụ đó nha. Việt Nam mai mốt đến sau đi. Đây món này gì bro? Cà ghê Ấn Độ. Cà ghê Ấn Độ hả? Thịt gì? Thịt trâu hả? Ê đùi. Để anh thôi mình hấp cái đó là món mới à. Sao không bỏ tủ lạnh đi để rồi nó hư sao? Dạ mà anh này anh phái Ấn Độ sao nó làm cà ghê Ấn Độ vậy ta? Cà ghê Ấn Độ mới ngon. Vô vô nè, mời các bạn gái coi, nãy giờ ăn nhậu rồi. Tranh thủ mà nó dễ chứ, nói tiếng là nhậu liền à, thấy không? Nói tiếng là tới liền. Không, mình nói thiệt với ăn nhậu thấy không biết ăn cái gì luôn. Ý là một tuần chỉ nhậu có hai bữa thôi mà không biết ăn cái gì luôn á. Hết biết món gì rồi. Mình đi ngồi là mình gặp lại lại bạn thôi. Bạn thôi chứ. Không biết ăn. Để nó nói thì nó ngâm ngâm xe. Tôi á, tôi cũng ở sát sát ngon. Là Vinh với Sóc Trăng là gần bên nhau. Một thằng số 1 Miên. Rồi. Một thằng số 2 Miên. Happy Boy đi, Happy Boy đi. Mười mấy năm mà mình chạy với chạy giam lỗi quá xong cái tới rồi. Đấy. Mời cả nhà nha. Cái này là trước khi chưng là phải chiên hả? Bro? Chiên sơ hả? Con cá này tên gì nói lại cho hả? Cá bóng tượng. Ồ, cá bóng tượng. Ở cái này ở miền Tây mới có nè. Cá bóng tượng chiên. Bữa nay có bóng tượng chiên. Lần đầu tiên mình mới chút xíu mình thưởng thức cái món cá này. Và bữa trước là thưởng thức cá mè dinh rồi, bữa nay là thưởng thức này, đây là dụng cụ của bắt con cá, nấm bèo. Ông già lắm hả? Thấy già lắm hả? Thế tại sao anh nói 4-5-6 rồi? Làm gì mà tới 5-6? Coi tử rồi, cái đó thiệt đến rồi. Không, anh thì năm mất 5-2 không? Không hả? Không tới đâu hả? Nếu tự dưng anh nói 5-6 làm em đáng hớ. Tháng 9 thì là 50 á. Năm bữa nay vui lắm, vui lắm mới nhậu mà thường thường cũng hai nhậu như vậy nha. Không, thường thường á, thường thường vui mình mới nhậu. Mà mình ngày nào mình cũng vui á. Anh là tụi con gà sáu chín. Anh là tụi khỉ. Anh là tụi con dê. Rồi, tháng 8 rồi. Tụi mồi. Anh với Cường tuổi một. Lớn. Hai anh lớn nhất. Mấy anh kia hỏi dạo này có thường nhậu không? Chắc là mình nói không ít lắm anh. Buồn buồn mình mới nhậu. À, chắc là mình nói lại hình như chiều nào mình cũng buồn hết. Phương này làm nguy hiểm quá. Này là đang xào mấy này để bỏ vô hấp á vậy. Đúng không? Còn thế anh cho cái gì đấy? Cái gì đấy? Nói cho khán giả biết. Từ từ khán giả muốn biết từ từ. Tướng. Nấm mèo, nấm rơm, hành châm, hành tím, hành tím, hành tây nữa chứ. Rau cần, con tàu, còn có con tàu nữa hả? Yeah. Nè,
đó nha. Mà dạo này không biết nó phân không đó. Cái này là món gì anh? Cá cá chưng à? Có miếng thảo quả đó. Bóng tượng, cá bóng tượng chưng. Chưng tàu chưng tương, chưng tương. Tương hả? Để tương học nè. Đây cá của mình đây. Đấy. Mỗi lần cá nè. Đấy. Xong cho cá nóng lại là mình mới lên ok. Chút xíu nữa đi, còn tắt lửa còn chút xíu nữa, chút xíu nữa mà bốc lên rồi mới đem ra. Không, không thôi. Hay là muốn đem ra luôn anh biết hả? Cho luôn á. Cho lên hàng luôn. Lên hàng luôn đây hả? Lên cho nó nóng chút. Cho nóng chút, ok. Có màu đồ đó. Ừ, màu đồ cái này nè. Xong rồi xong còn có xong đỏ tím vàng gì. Sao nãy nó bún rồi đâu? Bóng tượng, bóng tượng miền Tây hấp thối lên không có tương luôn á. Phương thử thử miếng thôi. Phương Phương thử thử miếng thôi. Thử miếng thôi, anh quay phim đầu bếp. Không cho đầu bếp ăn. Tại vì đôi lúc mình thử mới là nó mới thật. Mới thật. Đầu bếp đôi lúc nấu dở nó ngon sao? Nó ngon sao rồi? Tại ngon sao? Nấm mèo rồi này kia nữa để em ăn thử. Dạ, thật lòng đó, cái người mình ở bên ngoài mình thật lòng đấy. Ngon. Wow, wow, vậy là ok, tính tướng, tính tướng, tính tướng, tính tướng. Ok đó, ngon. Không ngon, cả ngon. Ông đồ đồng nói, mày không ngon tốt tôi cho những riêng đó. Để vô nó còn lắc cái đuôi. Tao nằm dưới sofa mày trên kia nè. Tướng này ăn ba con tính 500 nữa, bữa nay lại gặp sợ rồi. Đi ra nhà hàng mà ăn ba con tính 500 mà. Sợ lắc gì ra khỏi ra tính tiền nữa chết mẹ. Vô vô. Gia đình qua đây rồi đi đi vòng vòng chơi. Chơi rồi á sao cái chán rồi. Đi mua đi mà các bạn nghe. Mời các bạn miền Tây nghe, lần đầu tiên mình có ăn cá bóng tượng hai quầy thằng miền Tây. Đoạn nó nói là nóng hổi luôn. Tám năm rồi. Tại 2005. Mình chạy đi coi nó cũng ok. Đó là đủ giống như cái 2 lít. Nó nói là một tháng nó làm 15 ngàn. Nó không có dai lắm, mà nó không có mềm lắm. Nhưng mà nó thơm thơm. Có 3 ngàn rưỡi à, trừ hết trơn rồi chạy vòng vòng. Rồi trừ còn tại vì mình người miền Trung bây giờ chưa có bao giờ ăn cá bóng tượng bao giờ. Giống như 85 ngàn mình làm vài tháng mình còn lấy thôi, còn bây giờ không có ai. Ăn với nấm mèo đồ, nấm rơm. Nấm rơm. Cần tây này kia, củ hành nữa. Thánh kiều người miền Tây mình lấy cho nhà mình cái coi. Ghê ấy. Tối tối đây thành của chung rồi. Tối đưa hàng. Ông ấy thì ông bỏ cái đó qua rồi. Đúng. Các bạn thấy vô chiều giờ nhộn quá trời luôn ha. Cốc sợi chua. Giờ nó phiên me. Me này là me Thái hả? Chứ phải me miền Tây à? Cốc Ấn Độ. Ờ, cốc Ấn Độ. Nó cách 3 tiếng hả? 3 tiếng. Ông mà đợi cốc như là me sao thấy lâu nha. Bữa nay là nhậu là đột xuất thôi. Tới dạ. Sao chưa thấy tới vậy? Thì các bạn là bữa nay là nhậu đột xuất bởi vì không có ấy bị gì hết. Vui. Không giật chân vợ coi. Không có chuẩn bị gì hết. Cái này là bữa nay thằng lĩnh với kèm bạn Hà nó sưng quá. Friday mà. Friday cuối tuần. Bởi vì mình nhậu đột xuất thôi. Nhưng mà rất là vui. Nhậu đột xuất kể chuyện xưa. Nhưng mà chuyện xưa đó chuyện là xưa chuyện nào vậy? Chuyện xưa nhưng mà chuyện xưa không có dám cho bạn bè biết. Chuyện xưa bí mật. Chuyện xưa bí mật. Không mà làm thì làm mà bữa nay ăn con cá mú gì đây?
bóng tượng miền Tây lần đầu tiên. Hồi bữa trước thì mình cũng ăn con cá gì mè dinh á, lần đầu tiên. Bữa nay là ăn con cá cá bóng tượng này. Bóng tượng ở miền Tây mà về mà tới tới qua mà khỏi qua khỏi Hà Tiên đồ là không có rồi. Qua khỏi Tiền Giang là không có. Nó từ Đồng Nai với Sài Gòn với vòng vòng đó rồi. Còn xuống miền Tây nếu mà xuống sâu mà về Cà Mau á có bóng cát rồi với bông dừa rồi. Chứ không có bóng tượng. Đó. Đúng không? Với bóng sao. Bóng sao nữa. Đấy. Mình phải biết. Ok. Đó. Cá thò lòi, bóng sao. Đó. Bóng cát. Thì mình nói nhưng mà các bạn thấy không đó, cái này là cũng như là anh Sái mình nè, cũng ở miền Tây nè đó, là biết hết chỗ nào có cá nào. Cà Mau con nào đó. Bây giờ mình nói thiệt, mình về Việt Nam mà muốn ăn cái đồ luôn ấy. Con gì nó phải hỏi anh Sái. Ngoài tôi hỏi rồi, ăn cái con kia không mới được. Cái con kia là con gì em hỏi. Ok, kem răng này. Ok, no, still on. Mẹ thôi, người ta nói chuyện đi ra. Thì nhậu hồi ở Việt Nam, nhậu hồi chiều tới giờ này. Ở đây mình ăn con cá này ngon mà không biết ở Việt Nam có cái gì ngon không ta? Chưa chắc có cái gì. Mấy bạn có cái gì ngon thì không biết à. Cũng tìm khó lắm. Nếu mình biết á là ở Việt Nam cũng tìm rất là khó nha bạn ạ. Thì bây giờ nói tóm là cái bóng dừa, cái nghề cái bóng tượng đúng không, cái bóng tượng bóng tượng khác. Biết cá bóng dừa là sao không? Cá bóng tượng là khó cái nào đâu đi bóng dừa mà nó no, con cá bóng dừa là mấy cái cây dừa nước á, đúng rồi, cái bẹ đó là nó cỡ chừng nếu mà bự hơn ngón cánh cái mình là mát xuống không nô mình đó đâu có con á bự bằng cánh cái nó trời nô, nếu mà đi sâu vô bảo đảm tôi sau này thì tôi không biết mà hồi thời tôi còn ở bãi có thể là sau này nó bắt hết nó chết đi nó bắt hết thì không biết mà thời tôi còn á là cỡ bằng ngón chân cái ngon trời cá bóng dừa cũng ngon. Không biết là cá bóng dừa với cá bóng gì đó. Cá bóng sao. Hai con đó mà thật sự mình đem đó mình kho tiêu hả? Mà ăn cơm. Cá bóng dừa là ngon nhất. Dạ, kho tiêu là cá bóng dừa là ngon nhất. Mình cá bóng sao nó có mà. Đây là cá bóng dừa thôi. Cá bóng sao là cá thò lòi á. Đó là nó là em của con cá thò lòi. Đúng rồi. Nó thôi. Nó màu sậm tí xíu, đen tí xíu. Đó. Mình đó có bông. Cái này đỡ xương mà còn ba cái xương. Em bé mà ăn. Đó. Đặc biệt lắm. Trong ngày mai khó kiếm con cá bóng lắm. Đúng rồi. Nói cho bạn biết. Nói cho bạn mình. Thì nó tóm lại bữa nay mình cũng may mắn. May mắn, ok. Vô nè các bạn. Vô. Tay à. Mày có đi câu không? Dạ. Có không? Tính sao? Chờ anh bắt con lên. Không, mà nói được. Mình đang có đi câu không? Mày chút không? Chút anh em không? Quá, quên ba lần luôn. Quả xong mới nhắn tin.